Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị và các bạn những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, sau sự kiện bầu trời máu liên tiếp tại Chiết Giang, Phúc Kiến, sông Lili, ở Quảng Tây lại bất ngờ chuyển sang màu đỏ như máu, bầu trời và sông nước đều biến thành bể máu. Phải chăng dị tượng 300 năm trước đã tái hiện, báo hiệu điểm chẳng lành? Quý vị thân mến, cổ nhân nói, thiên nhân hợp nhất, ông trời giáng xuống dị tượng hẳn đều có nguyên nhân. Văn hóa truyền thống tin rằng mỗi sự việc xảy ra đều là biểu hiện của quy luật nhân quả. Trung Quốc những năm trở lại đây, đặc biệt là những tháng đầu năm 2023 này, xuất hiện nhiều dị tượng. Dựa trên những ghi chép trong lịch sử, chúng ta có thể hiểu tại sao dân tình lại lo sợ có những thảm họa nào đó mỗi khi có sự việc hiếm gặp bất thường xảy ra. Sau trời máu lại xuất hiện sông máu bất thường, dân mạng nghi Trung Quốc sắp có biến lớn. Vào sáng hôm qua, người dân huyện Điền Lâm, tỉnh Quảng Tây bất ngờ phát hiện nước sông Lili chuyển sang màu đỏ như máu. Ông Li, người đã sống ở huyện Điền Lâm 30 năm, nói với các phóng viên rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nước sông Lili chuyển sang màu đỏ. Chuyện kỳ lạ này không biết sao, nhưng ông nói rằng dòng sông không có mùi gì đặc biệt. Nhiều người lo lắng rằng nước sông có vấn đề, nhưng Cục Môi trường Sinh thái huyện Điền Lâm đã lấy mẫu nước để kiểm tra cho hay, không phát hiện điều gì khác thường. Các sinh vật nước và kim loại nặng đều nằm trong giới hạn bình thường. Sau đó một ngày, Ban tuyên truyền huyện ủy Điền Lâm cho biết, các bộ phận liên quan sau khi điều tra sơ bộ rằng việc sông Ly chuyển sang màu đỏ là do thuốc nhuộm gây ra. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Một số người đặt ra câu hỏi, chất thải nào đó có thể khiến sông chuyển sang màu đỏ chỉ qua một đêm. Cũng có người bình luận rằng, trước đó chuyện bầu trời Chiết Giang đỏ như máu, bây giờ đến sông đỏ như máu. Những hiện tượng thiên tai khác thường này là điểm không tốt, chắc chắn Trung Quốc sắp có biến lớn. Trong lịch sử Trung Quốc, hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra nhiều lần, trong đó sử sách đều nhắc tới tai họa. Học giả Kinh Phòng đời Hán viết chuyên khảo cho một cuốn sách. Ông từng giải thích trong sách về thiên tai rằng sông có màu đỏ ngục tù có ân oán hận thù, hành quyết oan khiến sông chuyển màu đỏ. Trong sách Dị Hậu cũng giải thích nước tự đỏ, ánh sáng như máu, đất nước có đổ máu. Sách Dị Truyền cũng ghi vua ham rượu chè dâm dục, người hiền xa lánh, đất nước lâm nguy, nước chảy màu máu. Ý của những đoạn văn trên nghĩa là khi nước sông chuyển sang màu đỏ thì ắt đất nước có biến cố đổ máu. Đó là hiện tượng khi đất nước sa đọa, người hiền đức tài năng vì bảo toàn tính mạng buộc phải ở ẩn. Hệ quả tất yếu khi những kẻ vô đạo đức cầm quyền là thảm họa xã hội tràn lan, tranh quyền đoạt lợi leo thang vì chính sách xã hội bất công. Tóm lại, trong lịch sử nước sông chuyển sang màu máu là điểm báo của chiến tranh loạn lạc. Không chỉ có sông máu, trước đó xã hội Trung Quốc đã lan truyền hình ảnh và video cho thấy bầu trời thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang bất ngờ chuyển sang màu đỏ thẫm, trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo. Chưa hết, vào tuần trước, bầu trời Phúc Châu, Phúc Kiến lại đỏ rực như máu. Cư dân mạng cho rằng đây là điểm báo không tốt, sắp có thảm họa máu xảy ra. Đây là điểm báo dữ sắp xảy ra tai họa đẫm máu, oan khí cao ngất trời. Đây là bầu trời máu, nó xuất hiện một lần vào thời nhà Minh, sau đó sản lượng ngũ cốc bị giảm sút, không thu hoạch được ngũ cốc, sau đó nhà Minh diệt vong. Thấy cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi, càng nóng, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức ra bác bỏ tin đồn. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tờ báo Hoàn Cầu ngay sau đó đã dẫn thông tin từ văn phòng khí tượng Trung Sơn cho rằng bầu trời đỏ là do hiện tượng khúc xạ và tán xạ của ánh sáng, rất có thể đến từ tàu đỗ trong cảng. Đó là một hiện tượng rất bình thường, nhưng cư dân mạng hoàn toàn không đồng ý. Họ tới tấp lên tiếng rằng các chuyên gia đều không thể biện ra hơn được nữa rồi. Nó chuyển sang màu đỏ vì một chiếc thuyền, làm sao có thể? Tôi ở trong khu cách ly Thượng Hải cũng biết rằng chắc bây giờ đang là mùa cấm đánh cá. Tại sao vẫn có thuyền đánh cá ra khơi? Hơn nữa ánh đèn của nó có thể làm cho cả bầu trời đỏ rực tươi. Nào các chuyên gia hãy biểu diễn xem nào. Tứ khố toàn thư, dị tượng bầu trời máu báo hiệu đại hạn, việc binh khẩn cấp. Theo ghi chép lịch sử, vào cuối thời nhà Minh, sau khi hoàng đế Sùng Trinh lên ngôi, dị tượng bầu trời đỏ như máu đã xuất hiện khắp Thiểm Tây. Theo Hà Nam Tục Quận Chí, năm Sùng Trinh thứ nhất đời nhà Minh 1628, cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu. Năm thứ năm, nạn đói lớn. Năm thứ bảy, lũ lụt. Hoặc cũng trong năm thứ bảy, nạn châu chấu mùa thu và nạn đói. Tháng 9 năm thứ 8 ở Tương Dương hạn hán, Lạc Dương lũ lụt, nhà cửa đều bị ngập nước. Năm thứ 9 hạn hán và châu chấu mùa thu năm thứ 10, mùa màng không thu hoạch được. Mùa hè năm thứ 11, châu chấu bay che kín bầu trời. Năm thứ 13 hạn hán, năm thứ 14 hạn hán. Sách Tứ Khố Toàn Thư có một cách giải thích sâu hơn về sự kiện này. Canh năm ngày 25 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ nhất 1628, cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu. Giờ tị dần chuyển sang màu vàng, mặt trời bắt đầu xuất hiện, chiêm tinh gọi là xích sảnh hay còn gọi là tai họa đỏ xảy ra đại hạn, việc binh khẩn cấp. Năm đó, dập bạch thủy là Phương Nhị tạo phản, bầu trời đỏ như máu báo hiệu vận mệnh đất nước của một triều đại. Người xưa cho rằng màu đỏ chủ về binh đao và mất mùa, nên trăng máu và bầu trời có màu đỏ máu được coi là điểm báo tai họa, nhất là tai họa về chiến tranh và hạn hán. Lý Thuần Phong đời Đường viết trong Ất Tỵ
chiêm rằng khi luồng khí đỏ bay ra khỏi con tàu, bầu trời trong vòng một năm sẽ có người tự lập làm vua. Khí đỏ như máu khắp nơi là dấu hiệu của đổ máu. Khí đỏ bao trùm mặt trời như ánh sáng máu, hạn hán khốc liệt, dân chúng đói khổ, đất đỏ ngàn dặm. Mây đỏ vây quanh ở trên bảy hướng đông tây, quốc gia triệu binh đao. Khí đỏ xoáy xuống rồi dừng, ở dưới có binh đao đổ máu. Cổ kim đổ thư tập thành thời nhà Thanh đã dẫn sách quản lý tập yếu và thiên biến sắc chiêm, nói rằng bầu trời vốn nhẹ và trong. Nếu biến đổi thành màu đen và tối thì quân chủ không sáng suốt. Nếu biến đổi thành màu trắng nhợt nhạt thì có nỗi buồn tăng tóc. Nếu đỏ như máu như lửa thì nổi binh đao thiên hạ đại loạn. Hiện tượng thiên văn này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của Trung Quốc và hầu hết đều xuất hiện vào cuối triều đại. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những ghi chép liên quan trong sử sách của Trung Quốc. Theo ghi chép của Tư Trị Thông Giám vào năm 1101, Tống Huy Tông đã thay đổi niên hiệu là Kiến Trung Tĩnh Quốc. Kết quả ngày hôm sau đó, ban đêm xuất hiện dị tượng, khí đỏ khắp trời. Vùng khí đỏ xuất hiện ở phía đông bắc và kéo dài về phía tây nam, ở giữa có luồng khí trắng. Khi khí sắp tiêu tán, lại có điểm đen xuất hiện bên cạnh. Nhâm Bá Vũ, đại thần can gián lúc bấy giờ, cho rằng khí đỏ phát sinh từ trong bóng tối của đêm tối là một dấu hiệu không may mắn của việc âm can thiệp dương. Nhâm Bá Vũ cho rằng triều đình là dương, cung cấm là âm. Trung Quốc là dương, nước ngoài là âm, quân tử là dương, tiểu nhân là âm. Vì vậy, khí đỏ xuất hiện vào ban đêm là điểm xấu. Đạo tiểu nhân tăng trưởng, đạo quân tử tiêu tan, khởi mưu cung cấm kẻ dưới can thiệp bề trên. Đồng thời, bởi vì khí đỏ này sau khi tiêu tán thành khí trắng chủ về việc binh đạo. Sau đó, đây cũng chính là dấu hiệu của binh đao di địch xâm chiếm Trung Nguyên. Theo Thống Sứ vào tháng 11, nhuận năm Tĩnh Khang thứ nhất, khi quân Kim tấn công Biên Lượng, tuyết rơi dày sâu khoảng 3 thước và thiên tượng khí đỏ khắp trời cũng xuất hiện. Sau đó, kinh đô thất thủ, triều đại Bắc Tống bị diệt vong. Dưới thời trị vì của Hoàng đế Nguyên Thuận, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Nguyên đã có rất nhiều dị tượng khí đỏ khắp trời. Theo Tuân Nguyên Sử ghi chép tháng 7 năm Kỷ Tỵ, năm Chí Chính thứ 21 ở phía tây bắc Tân Châu Lộ Kỳ Ninh, có khí khối đỏ bao trùm trên bầu trời, như máu hơn một canh giờ tiêu tan. Tháng 9 Quý Mùi năm thứ 24, phía tây bắc huyện Bình Tấn Ký Ninh, đến đêm trời đỏ nửa bầu trời, một lúc tan theo hướng đông. Theo ghi chép công khai vào tối ngày mùng 10 tháng 9 năm 1775, Càn Long thứ 35, bầu trời Bắc Kinh, Sơn Đông và Sơn Tây đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, kéo dài suốt 9 ngày. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản đều ghi nhận hiện tượng bầu trời chuyển thành màu đỏ. Đêm ngày 28 tháng 7, trời đỏ một vùng phía Bắc, nghĩa là phía Bắc bầu trời có màu máu là điểm gở. Giải mã dị tượng, theo ghi chép của các sử sách trên thì trời đỏ không phải là điểm lành, mà là điểm báo vận mệnh của đất nước hay nguy cơ của thiên hạ, tình trạng quân vương và sự sụp đổ của chế độ. Ngoài ra, dân gian Trung Quốc cũng có những người bói toán tiến hành bói toán cho hiện tượng Trung Sơn này. Một blogger là Tam Đồng Tiền đã đăng rằng ông đã sử dụng bát quái để bói một quẻ cho vấn đề này. Quẻ tượng là Sơn Phong Đổ, quy hồn quái. Ông giải thích ý nghĩa là con sâu chui vào trong đồ chứa tiền thoái lưỡng nan, có thể là đối ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc. Sơ hào tài động hoa không có nghĩa là người dân bình thường về cơ bản sẽ cạn sạch tiền trong vòng một năm, ngoại trừ một số ít người giàu có tiền tiết kiệm. Tam hào chu tức quỷ chiêm vượng có nghĩa là trong một năm trời, dù là kiện ly hôn hay kiện kinh tế đều bùng nổ, dịch bệnh hay thiên tai khác trong vòng một năm sẽ không thực sự rút lui và kinh tế sẽ không thể phục hồi trong vòng một năm. Tứ hào cầu trần tài lâm vượng có nghĩa là giá nhà sẽ không giảm trong một năm tới, không tăng cũng là tốt rồi, không loại trừ khả năng bất động sản cũng sẽ được sử dụng để thúc đẩy GDP. Còn cuối cùng, ngũ hào lâm phụ chiêm không, lục hào lâm ứng vị huynh. Blogger này cười và nói, đây là thiên hào, thiên cơ không thể tiết lộ. Quý vị thân mến, do dị tượng vẫn đang liên hồi xảy ra ở Trung Quốc, ứng với sổ sách sau mỗi dị tượng của Trung Quốc đều có đại nạn. Có lẽ chúng ta không ai mong muốn những điều bất hạnh này. Mong rằng mọi người trên thế giới đều được bình an, khỏe mạnh, đạo đức truyền thống thăng hoa trở lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới Nhất để cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!